Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau hơn 2 tuần nghỉ để các đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu trong dịp FIFA Day tháng 10 thì vào cuối tuần này giải Ngoại hạng Anh, Anh sẽ trở lại với vòng đấu thứ 8. Tâm điểm của vòng 8 chính là cuộc so tài trên sân Anfield khi câu lạc bộ Liverpool tiếp đón Chelsea. Ngoài ra còn có cuộc so tài đáng hấp dẫn khác như Tottenham Hotspur tiếp đón West Ham United, Newcastle United chạm trán với Brighton Hai Manchester United trên sân nhà sẽ tiếp đón Belfast. Và trong video này xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi điểm lại kết quả thi đấu ở vòng đấu thứ bảy cũng như là bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh mới nhất và lịch thi đấu chi tiết vòng 8 Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025. Sau hơn 2 tuần nghỉ để các đội tuyển quốc gia thi đấu những ngày FIFA đây, cuối tuần này giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại với vòng đấu thứ 8 với tâm điểm là trận Super Sunday giữa Liverpool và Chelsea. Chắc chắn việc các cầu thủ phải về làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia sẽ ảnh hưởng đến phong độ, đặc biệt là các trụ cột ở các câu lạc bộ. Vì thế vòng đấu này sẽ khó có sự bùng nổ như thường thấy. Trước vòng đấu thứ 8 này, chúng ta cùng nhìn lại kết quả cũng như bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh mới nhất. Sau vòng đấu thứ 7 xin được chúc mừng cổ động viên các câu lạc bộ Liverpool, Arsenal, Brighton, West Ham United, Manchester City, Leicester City và Brentford. Đây cũng chính là những đội bóng có được 3 điểm ở vòng đấu thứ 7 vừa qua. Cụ thể ở vòng đấu gần nhất câu lạc bộ Liverpool đã có chiến thắng 1-0 trên sân của câu lạc bộ Crystal Palace. Câu lạc bộ Liverpool cũng chính là đội bóng duy nhất giành chiến thắng trên sân khách ở vòng đấu vừa qua. Còn lại 6 trên 7 câu lạc bộ giành chiến thắng ở vòng đấu thứ bảy vừa qua đều là những đội chủ nhà. Cụ thể câu lạc bộ Arsenal có chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước câu lạc bộ Southampton. Câu lạc bộ Brentford có chiến thắng 5-3 trên sân nhà trước câu lạc bộ Wolverhampton. Câu lạc bộ Manchester City cũng giành chiến thắng trên sân nhà với tỷ số 3-2 trước Fulham câu lạc bộ West Ham United cũng có chiến thắng đậm 4-1 trước Ipswich Town, tân binh Leicester City có chiến thắng 1-0 trước Bournemouth. và Brighton có chiến thắng 3-2 trước Tottenham trên sân nhà. Vòng đấu thứ bảy vừa qua chứng kiến 3 trận hòa, cụ thể Aston Villa để một Manchester United đang xuống phong độ cầm hòa với tỷ số không đều. Đây cũng là kết quả của cuộc so tài giữa Everton và Newcastle United, một trận đấu khác có tỷ số hòa là màn so tài giữa Chelsea và Nottingham Forest. Sau vòng đấu thứ bảy bảng xếp hạng, Premier League không có nhiều thay đổi dẫn đầu vẫn là câu lạc bộ Liverpool với 18 điểm. Đứng thứ hai là Manchester City với 17 điểm. Nửa xanh thành Manchester đã tìm lại mạch thắng sau hai trận hóa liên tiếp ở ngoại hạng Anh trước Arsenal và Newcastle, đang có 17 điểm và xếp thứ ba là Arsenal. Đứng thứ tư và thứ năm lần lượt là Chelsea và Aston Villa khi cùng có 14 điểm, đang có 12 điểm và xếp các vị trí thứ sáu và thứ bảy đang là Newcastle và Brighton. Câu lạc bộ Fulham đang đứng thứ 8 với 11 điểm. Ba câu lạc bộ đang cùng có 10 điểm và đứng vị trí thứ 9 thứ 10 và 11 lần lượt là Tottenham, Nottingham Forest và Brentford. Ở nửa dưới bảng xếp hạng nhóm 3 câu lạc bộ đang song hành với 8 điểm và đứng ở vị trí thứ 12, 13 và 14 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh sau vòng 8 là câu lạc bộ West Ham, Bournemouth và Manchester United đứng thứ 15 là Leicester City với 6 điểm, đứng thứ 16 là Everton với 5 điểm, đứng thứ 17 là Ipswich Town với 4 điểm và ba vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng gồm Crystal Palace với 3 điểm trong khi Wolverhampton và Southampton mới có một điểm. Theo lịch thi đấu thì vòng 8 ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trong các ngày 19, 20 và 22 tháng 10. Theo đó, trận đấu sớm nhất là màn so tài giữa câu lạc bộ Tottenham và West Ham United. Trận đấu này diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10. Trận đấu này Tottenham được thi đấu trên sân nhà nhưng West Ham United vừa có chiến thắng đậm ở vòng đấu gần nhất, trong khi Tottenham vừa nhận thất bại trên sân của Brighton. Mặc dù vậy chúng tôi đánh giá câu lạc bộ Tottenham vẫn là kèo trên ở cuộc so tài này. Trong khi đó vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 19 tháng 10, vòng 8 ngoại hạng Anh sẽ có 5 trận đấu cùng diễn ra, Tân binh Ipswich Town trên sân nhà tiếp đón Everton. Đây là trận đấu khó với Tân binh Ipswich Town bởi Everton đang có dấu hiệu hồi sinh sau khởi đầu tệ hại. Everton đã bất bại trong 3 trận gần nhất với 2 trận hòa và 1 trận thắng. Trong khi đó, Ipswich Town chỉ có 4 điểm sau 4 trận hòa thua 3 trận sau 7 vòng đấu đầu tiên ở ngoại hạng Anh mùa này. Ở vòng đấu này, Manchester United được trở về sân nhà Old Trafford để tiếp đón câu lạc bộ Brentford. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng MU đang có phong độ cực tệ, ở 5 trận gần nhất MU chỉ có một chiến thắng hòa 2 trận và thua 2 trận. Trong khi đó ở trận đấu gần nhất Brentford có chiến thắng và tính rộng ra Brentford có 2 trận thắng, 1 trận hòa và thua 2 trận ở 5 vòng đấu gần nhất. Xét về khía cạnh con người thì MU có nhiều ngôi sao hơn nhưng Brentford là đội bóng luôn gây khó chịu cho các ông lớn, dù được đá sân nhà nhưng sẽ không bất ngờ nếu MU để đối thủ chia điểm. Ở trận đấu đáng chú ý khác Fulham sẽ được thi đấu trên sân nhà và đối thủ của họ là Aston Villa. Chúng tôi cho rằng đây là trận đấu cân tài cân sức. Việc Fulham ghi hai bàn thắng vào lưới Manchester City ngay sân đối thủ dù họ thua chung cuộc 2-3 ở trận đấu gần nhất, nhưng cho thấy một điều sức mạnh tấn công của Fulham là không hề yếu. Ở trận này Fulham lại có lợi thế sân nhà, dự đoán đây là trận đấu sẽ diễn ra với thế trận đôi công. Trận đấu rất đáng xem khác là cuộc so tài giữa Newcastle và Brighton trên sân xanh James Park. Cả hai câu lạc bộ được đánh giá là nhóm đội bóng ở mức khá của giải và sở hữu những cầu thủ có thể bùng nổ. Phong độ của Trích Chòe và Chim Mồng Biển kể từ đầu mùa giải đến nay cũng khá ấn tượng vì thế cuộc so tài sắp tới dự đoán căng thẳng và ngang sức. Trận đấu của hai tân binh Leicester City và Southampton ở vòng đấu này được giới mộ điệu đánh giá nghiêng về phía bầy cáo dù cho họ làm khách. Rõ ràng Leicester City vẫn kinh nghiệm và già dơ hơn Southampton dù cả hai đều mới trở lại ngoại hạng Anh. Với phong độ tệ hại khi chỉ kiếm về một điểm sau 7 vòng đấu, Southampton đang khiến người hâm mộ thất vọng, trong khi đó Leicester City dù khởi đầu tệ nhưng đã có dấu hiệu khởi sắc ở 3 vòng đấu gần đây với một trận thắng và một trận hòa. Nếu không có sự cải thiện, rất có thể Southampton sẽ nhận thất bại trên sân nhà trước Leicester City ở vòng đấu này. Trận đấu muộn nhất ngày thứ Bảy 19 tháng 10 là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Bournemouth và Arsenal. Pháo thủ phải làm khách và đội hình của họ phần lớn là các trụ cột ở đội tuyển quốc gia vừa phải thi đấu và di chuyển liên tục. Do đó không dễ để Arsenal có thể giành chiến thắng trước Bournemouth, chúng tôi dự đoán trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Trong ngày Chủ nhật 20 tháng 10 sẽ có hai trận đấu diễn ra ở trận đấu sớm lúc 20 giờ Wolverhampton sẽ tiếp đón Manchester City. Với việc Liverpool phải tiếp đón Chelsea ở vòng đấu này, nguy cơ quỷ đỏ mất điểm là khá cao. Do đó Manchester City sẽ quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục củng cố vị trí thứ hai trận bảng xếp hạng đồng thời gây áp lực cho Liverpool. Ở trận đấu diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày chủ nhật Liverpool sẽ chơi trên sân nhà Anfield để đón tiếp Chelsea. Trận đấu này là không dễ với đội bóng thành phố cảng nhất là khi các trụ cột của họ vừa phải căng mình làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Chúng tôi dự đoán trận đấu này nhiều khả năng sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Trận đấu muộn nhất vòng 8 ngoại hạng Anh mùa này là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Nottingham Forest và Crystal Palace diễn ra lúc 2 giờ ngày 22 tháng 10. Được biết 20 câu lạc bộ tham dự, sân chơi lớn nhất dành cho các câu lạc bộ bóng đá của Anh mùa giải năm nay gồm có câu lạc bộ Bournemouth, Arsenal, Aston Villa, Brentford, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Ipswich Town, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Nottingham Forest, Southampton, Tottenham Hotspur, West Ham United và câu lạc bộ Wolverhampton. Kết thúc mùa giải 2023-2024 nhà đương kim vô địch là Manchester City với 91 điểm hơn đội đứng thứ hai là Arsenal 2 điểm. Đội đứng thứ ba là câu lạc bộ Liverpool với 82 điểm và xếp thứ tư là Aston Villa với 68 điểm. Đứng thứ năm là câu lạc bộ Tottenham Hotspur với 66 điểm. Đứng thứ sáu là Chelsea với 63. Đứng thứ bảy là Newcastle với 60 điểm. Đứng thứ tám là Manchester United với 60 điểm. Với vị trí trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mùa trước thì bốn đại diện của Premier League sẽ tham dự đấu trường cúp C1 châu Âu mùa này là Manchester City, Arsenal, Liverpool và Aston Villa. Hai đại diện tham dự Europa League là Tottenham Hotspur và Chelsea. Tuy nhiên do câu lạc bộ Manchester United vô địch FA Cup vì thế họ sẽ chiếm vị trí của Chelsea. Qua đó câu lạc bộ Tottenham Hotspur và Manchester United sẽ đại diện nước Anh tham dự Cup C2 châu Âu và đẩy The Blue phải đá ở Europa Conference. Ba đội bóng được xác định xuống hạng khi mùa giải trước khép lại gồm câu lạc bộ Burnley, Luton Town và Sheffield United. Đây cũng chính là ba tân binh ngoại hạng Anh mùa giải trước. Họ chỉ có vỏn vẹn một mùa giải được hít thở không khí ngoại hạng Anh trước khi trở lại giải hạng nhất ở mùa này. Như vậy nhìn vào danh sách 20 đội bóng tham dự Premier League mùa giải 2024-2025 thì ba đội bóng tân binh mùa giải này gồm Leicester City, Ipswich Town và Southampton.